Trang trại Thanh Sơn thu mua dế của quý khách hàng trên toàn quốc. Website trangtraithanhson.com, kênh YouTube Trang trại Dế Thanh Sơn kênh 1, Trang trại Dế Thanh Sơn kênh 2. Xin mời quý khách hàng tham khảo. Đây là bác khách hàng bán về từ tỉnh, bán về qua ô tô khách để các bác đóng dế bằng thủy bìa trứng hoặc là bìa gập lại, rất là đơn giản, hiệu quả. Đóng làm sao cho dế nó không bị đắp cái miếng bìa, nó không bị sâu sạch này. Dế có chủ mưu bám, con dế to khỏe, nuôi mùa đông. Nuôi mùa đông bây giờ là tháng 10 rồi, thời tiết vẫn còn nắng ấm lắm, cũng chưa lạnh hẳn. Và dế thì căng đều đẹp, con to. Trang trại Thanh Sơn thu mua dế một cánh sừng lưng để cho con dế nó căng mỏng, nó xong nó có trứng, rất là tốt. Nuôi kỹ thuật nuôi áp dụng mới nhất, hướng dẫn tư vấn tới toàn thể quý khách hàng. Mẹ sát vào tường khó quay quá. Hướng dẫn kỹ tư vấn kỹ thuật nuôi con dế căng mỏng đều đẹp khỏe mạnh. Các bác khách hàng dế nuôi đầu nó bóng sáng như này là rất là tốt, môi trường nuôi khô ráo sạch sẽ, ăn thì rau củ quả non ngọt mềm nhiều nước và có thêm cám dế hoặc cám gà để bổ sung vào. Dế sẽ lớn đều đẹp, một sản phẩm dế thật là tuyệt vời của bác khách hàng. Website trangtraithanhson.com, quý khách hàng có nhu cầu nuôi dế thì liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ thu mua bao tiêu. Sản phẩm được ra trên toàn quốc ạ. Số hotline 0974870000 tại Hà Nội. Quý khách hàng liên hệ để mua dế giống trứng dế đấy ạ, mua trứng dế hoặc là dế thương phẩm về nhà hàng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tắc kè bọ cạp, giống bọ cạp và tắc kè thương phẩm nữa. Và có hỗ trợ đầu ra, có các gói hợp đồng ở trên website. Mời quý khách truy cập vào để theo dõi. Trang trại Thanh Sơn là nơi nuôi dế đầu tiên trên toàn quốc. Các bác tham khảo trên website thì sẽ có thấy VTV2 phát sóng hàng năm. Trang trại Thanh Sơn khởi nghiệp nuôi dế từ năm 2009, từ năm 2004 và đến năm 2009 thì bắt đầu được VTV2 và các đài truyền hình họ phát sóng liên tục hàng tháng, hàng năm, rất là nhiều năm, tháng nào cũng phát sóng trong rất là nhiều năm tiếp theo đấy ạ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 gì đấy. Sao để ấy nhỉ?